Hello, welcome các bạn đã trở lại với Harry Oracle Room và mình là Mr. Harry. Đã hơn 1 năm, à không, 2 tháng kể từ ngày con Madame T nó không cho quay clip nữa. Dạy Mr. Harry mới trở lại. Mr. Harry thật ra cũng không nhớ nhung gì lắm, nhưng mà tại vì Mr. Harry vừa chớm hết kỳ nghỉ đông của Mr. Harry và Mr. Harry chuẩn bị khoảng 3-4 ngày để chuyển sang kỳ ngủ xuân của Mr. Harry tiếp tục. Nên thì là có phim xét đó. Mà nhân dịp mừng vì các cái trang web XXX của Mr. Harry đã được mở lại bình thường nên Mr. Harry rất là happy. Và bây giờ Mr. Harry sẽ trở lại một vài clip để mà chia sẻ những cái thông tin về những cái bí mật của Future cho các bạn. Và các bạn thì là cũng gần hết năm rồi, năm hết Tết đến. Hôm nay là ngày 17 của tháng 12 rồi. Còn đâu đó à không, 14. Còn khoảng chừng 26 ngày nữa, 27 ngày nữa là hết năm rồi. Thì Mr. Harry sẽ coi cái quẻ năm mới cho các bạn. Thì trong quẻ năm mới nó sẽ bao gồm là tiền bạc, công việc, tình yêu và một lá bài hy vọng. Và một cái hy vọng thì sẽ xem các bạn có đạt được những cái kỳ vọng của mình hay không. Và cái này thì sẽ có 3 clip. Một clip chỉ dành cho các bạn nam thôi. Một clip chỉ dành cho các bạn nữ thôi. Một clip thì dành cho các bạn nửa nam nửa nữ. Rồi ai giới tính nào thì tự lục lọi lấy mà coi. Ngoài ra thì có thể coi cho ba má, anh chị, chú, bác gì đó. Nhưng mà làm ơn share cho người ta cái clip này để người ta coi. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ Mr. Harry có 4 tụ ba như thường lệ thôi ha. Ừ ok, 4 tụ nè. Tím liệm tìm sim, hoa cỏ bốn mùa, la bàn và một cái tụ của Madame T nó xếp là tạp đó. Nói chung là 1, 2, 3, 4, các bạn cứ suy nghĩ đi rồi dành ra một vài giây để mà lựa chọn. Ủa, clip này của ai? Cái tụ bài của mình. Clip này thì mình sẽ coi đầu tiên là cho các bạn nữ. Nếu như bạn là nữ thì hãy coi clip này, mẹ bạn cũng là nữ thì hãy coi clip này, bà nội bạn là nữ thì cũng hãy coi clip này, bạn gái của bạn là nữ thì bạn coi clip này, còn nếu bạn là nam thì bạn đợi clip sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Tụ số 1. Tụ số 1 đó là 3 gậy, The Four, Listen ngược, Sắc Thun thuận, rồi cái đền thiên, hồ nước thiên, Hermit với lại Nine of Corn. Ok, bây giờ Mr. Harry sẽ, nếu các bạn chọn tụ này á thì như đây, hai lá này sẽ là hai lá về công việc các bạn. Ai nhá, nhớ nha, đừng nhìn ngón tay của Mr. Harry nhá, móc móc nè đó. Thì nếu mà các bạn chọn tụ này thì năm sau, năm 2020, các bạn nữ sẽ bước qua một giai đoạn mới của tuổi thanh xuân. Nói thẳng ra là già đi. Đúng rồi, và chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong công việc và chúng ta sẽ đạt được cái kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ gọi là không phải là rich nữa, mà bây giờ các bạn sẽ approach được những cái gọi là chạm đến những cái quần què vậy ta, chạm đến những cái con đường mới mà các bạn mong chờ, chạm đến những cái khía cạnh mới của cuộc sống và chạm đến cái đỉnh cao mới của công việc. Thí dụ như các bạn đợi nguyên một năm để các bạn lên vị trí là supervisor thì năm nay thì các bạn có thể có cơ hội được lên vị trí supervisor đó. Còn nếu như các bạn chưa có cái job nào hết thì có thể là bước sớm, bước sang năm 2020, đầu năm 2020 thôi, các bạn sẽ tưng tưng được có một cái job mới phù hợp với lại cái định hướng các bạn. Các bạn sẽ sống lại từ đầu, coi như là chết đi sống lại đó, là sống lại từ đầu là The Fool ha. Đá bài The Fool là các bạn sẽ trưởng thành hơn và nói chung là từ đầu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua tình yêu nha. Tình yêu của các bạn là listening ngược và sắc thua ngược. Listening là cái gì? Lắng nghe, nghe như con voi. Bữa Madame T nói là tai lắng nghe một tay voi bự này nọ, nhưng mà nó bị điên đó các bạn. Cái lá bài này là lá bài nó nói là tĩnh lặng và lắng nghe.
Ủa sao tôi thích chỉ nói? Nghe thôi và không được nói. Thì lá bài này có nghĩa là năm sau các bạn nói không chứ các bạn không nghe. Tại vì nó ngược nha mọi người. Ừ, nó bị ngược nha. Và các bạn nói không, các bạn không nghe có nghĩa là nói nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá nên cuối cùng các bạn đi tù. Đi tù là sát hô. Chắc giống Mr. Harry. Nói một cái trường hợp thì giống như con Madame T á, là năm sau nó sẽ đi tù. Và các bạn sẽ đòi hỏi là các bạn sẽ đến những cái môi trường gọi là tình yêu các bạn sẽ diễn ra một cách, nếu mà các bạn chưa có đôi có cặp á thì có lẽ năm nay các bạn sẽ gặp một cái người mà sao ta, nói không nghe không, không bao giờ nói, giống như là bị vậy, là bị thiểu năng bẩm sinh đó các bạn. Các bạn cứ nói ngày nói đêm, mà người ta thích thì người ta nghe, không thích thì thôi, nên các bạn cứ việc nói thôi. Và các bạn sẽ được một cái năm gọi là bình yên trong tâm hồn khi mà các bạn chọn cái quẻ bài này về tình yêu ha các bạn nữ ha. Và các bạn sẽ sống một cái năm mà gọi là thật ra có người yêu hay không có người yêu đối với các bạn trong năm nay nó vô nghĩa lắm. Tại vì cái công việc các bạn năm nay nó phát triển, nó hướng cực thịnh á, giống như là ba cây nhang cắm này nè các bạn, đó là được trời đất chứng giám á, nên phát triển cực thịnh, nên cái chuyện tình yêu các bạn sẽ gác một bên, tại vì cũng không bây giờ để mà yêu nữa. Nói chung là bận tối một tối mặt tối mũi. Rồi bây giờ mình sẽ qua vấn đề tiền bạc ha. Tiền bạc thì các bạn sẽ có là Hermit với lại Nine Point. Thì nói chung thì có đó, có tiền chứ không phải là không có tiền. Các bạn sẽ trải qua một cái giai đoạn gọi là tiền bạc phát triển theo cái kiểu là từ từ chứ không có phải là quá mà vội vàng trong cái mặt tiền bạc. Nhưng mà nói chung tiền bạc các bạn, cái khoản tiền mà các bạn giữ lại được và các khoản tiền mà các bạn save của năm 2019, các bạn có thể tiếp tục save của năm 2020 và các bạn sẽ đạt được những cái thành tựu mới của vấn đề tiền bạc. Dĩ nhiên, và chúng ta sẽ coi rằng một cái lá ước nguyện nhé. Đây, lá ước nguyện lúc nào Mr. Harry cũng rút trên đầu nha. Chúng ta có Talisman ngược. Thật ra là ước nguyện không bao giờ ngược hết. Talisman thuận. Tào lao vậy sao? Talisman thuận là một cái người mà có phù phép, có phép thuật và thuận. Có nghĩa là ước nguyện các bạn nếu mà ước mơ là thay đổi và mong ước là chạm tới những cái điều mới mẻ thì tao tát trong mặt con Madame T liền. Thì đó giống như là tao tát trong mặt con Madame T gì đấy bạn. Các bạn sẽ tát được vô trong mặt cái những cái vì gì mà làm cho các bạn đau khổ. Và ước nguyện các bạn sẽ thành sự thật nha. Nhưng mà các bạn phải thực hiện một số cái nghi thức như là cầu nguyện, thiền định, vân 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 vân. Ok. Rồi. Này lưu ý nha, đây là quẻ bài cho các bạn nữ nha các bạn. Nam không coi được nha. Coi thì nó cật lất à. Rồi, chúng ta sẽ sang tụ số 2 nha mấy bạn. Công việc. Tình yêu. Và tiền bạc nha. Rồi, còn đây là lá bài ước nguyện. Ước nguyện Mr. Harry sẽ để đâu? Ước nguyện cho tụ 2 cho các bạn nữ nha mấy bạn. Đó, nhấn mạnh cái giới tính là cái quẻ của Harry. Tại vì coi năm mới á, mà người nào mà nói là quẻ mà tổng quan mà coi cho cả một cái năm mới này nọ thì Mr. Harry thấy những cái bạn đó thật là siêu nhân. Tại vì quẻ năm mới là nam nữ coi riêng, không có trùng đập nhau được. Sao vậy? Đó là chuyện của Mr. Harry. Má mày để nói nhìn mất lại Mr. Harry rồi nó. Mấy bạn ơi, Mr. Harry lâu quá mới trở lại và con Madame T ngày nào cũng chọc cho Mr. Harry chửi nó như một đam mê. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ qua cái lá bài mà công việc những các bạn nữ chọn cái tụ 2 nha các bạn. Ok, có công việc các bạn sẽ có chính tiền và các bạn sẽ có lá bài trang ngược. Thì sao ta? Có lẽ là nếu mà các bạn chưa có việc làm thì năm nay các bạn cũng sẽ có việc làm, nhưng mà các bạn sẽ không có công việc làm như mong đợi như là các bạn mà tụ một. Bởi vì tụ một là các bạn có cái vision, gọi là có cái định hướng các bạn đi theo công việc đó. Còn tụ hai á là các bạn đi bán hàng đa cấp cũng là một cái hành động là kiếm ra tiền, nói chung là buôn bán hay cái gì đó, miễn là kiếm ra tiền là các bạn làm bất chấp mọi thứ và các bạn cảm thấy là cuộc sống của các bạn là như vậy.
Đó, nên có công việc làm nhưng mà các bạn sẽ có tiền luôn nữa, nhưng mà các bạn sẽ có vẻ là không thích với nó, nhưng mà các bạn vẫn phải làm, bởi vì các bạn nợ nần á, bạn thì phải trả thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái lá bài tình yêu ha. Chúng ta có wishing well là cái giếng ước nguyện nha, và movement ngược. Wishing well á thì nó nói rằng nếu các bạn đã có bồ rồi á thì các bạn sẽ có được một cái hạnh phúc tuyệt vời, chắc là đám cưới rồi. Năm nay là có nhiều bạn sẽ lên xe bông nếu chọn tụ này đây. Còn nếu mà các bạn chưa có bồ á thì các bạn đừng có cố gắng tìm kiếm nữa. Người các bạn yêu sẽ đến với các bạn như các bạn nguyện ước. Cái tụ này thì nó ngang trái với cái tụ kia. Tụ nếu mà cái tụ 1 á thì các bạn sẽ có được công việc nhưng mà các bạn không có tình yêu. Cái tụ 2 là các bạn rất rảnh nên các bạn có rất nhiều thời gian cho chuyện tình yêu. Nên tình yêu sẽ đến với các bạn rất ngọt ngào như các bạn nguyện cầu. Thì chúc mừng các bạn nữ chọn cái tụ này ha. Rất là hạnh phúc, đừng làm gì hết nha. Làm gì là có chuyện đó. Đừng làm gì hết, đừng nghe, đừng nói gì luôn, im lặng. Tình yêu sẽ tự tới, các bạn chỉ việc làm những gì mà các bạn làm mỗi ngày thôi. Rồi, có tiền bạc thì các bạn có 2 coin với lại H1 là 2 tiền với 8 gậy. Có tiền mấy bạn. Rồi, hiểu luôn. Nếu mà các bạn chọn tụ này thì các bạn nữ có thể là yêu được đại gia đó. Không làm gì hết vẫn có tiền. À, không cần làm gì hết, tiền các bạn sẽ tự tới và tới rất là nhiều, rất là nhanh. Hoặc là các bạn sẽ được trúng số, hoặc được thừa hưởng, hoặc là ai đó cho các bạn tiền đều đặn cả một năm. Và cuộc sống tiền bạc các bạn cũng tương đối dư dả. Nên các bạn sẽ có những chuyến đi du lịch. À, đó, người này là người của đi du lịch và có tiền ha. Nên nếu mà chọn tụ 2 thì công việc các bạn thì nó không có như nguyện cầu, nhưng mà chuyện còn lại là nó tuyệt vời. Vậy thì cái lá bài ước nguyện của các bạn có thành sự thật hay không? Nó là cái gì đây? Nó là protect. Protecting treasure. Đây là bảo vệ kho báu. Có nghĩa là cái ước nếu, nếu như các bạn ước nguyện rằng á, các bạn có thể ở lại với cái tình yêu của các bạn, hoặc là các bạn ước nguyện rằng á, là các bạn sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, tốt lành, hoặc là các bạn ước nguyện rằng các bạn sẽ giữ lại được những cái gì mà các bạn đã tạo ra từ năm 2019, thì Mr. Harry sure rằng á, là các bạn sẽ có được cái ước nguyện đó của các bạn sẽ trở thành sự thật và hạnh phúc chỉ dành cho những người biết nắm giữ nha. Rồi, đây là xong cái quẻ bài cho tụ 2. Rồi chúng ta đến với tụ 3 nha các bạn nữ. Nãy giờ cứ nhớ mạnh vậy chứ nhiều khi nam cũng coi đó. Chúng ta có vua tiền ngược, vua gậy ngược. Chính kiến và 10 cúp. Intention và feel dream. Ok. Rồi, nếu mà về vấn đề về tiền bạc, không công việc của các bạn nữ mà chọn cái tụ này á, thì vua gậy ngược với lại vua tiền ngược á, ý nói là năm nay nếu các bạn đang bước vào cái cảnh mà khổ sở thất nghiệp á, thì chắc các bạn phải ráng tìm lại một công việc gì khác các bạn làm cho qua ngày đoạn tháng. Chắc là cũng khó, không có tiền nhiều đâu, cũng không có được định hướng gì hết. Nhưng mà ít nhất thì các bạn sẽ gặp được nhiều người quen biết, và tuy là các bạn chán nản nhưng mà các bạn vẫn sẽ có được những cái hy vọng và những cái niềm tin mới trong công việc ha. Thì cái quẻ của các bạn thì nó không có sáng lắm trong con đường công việc, nhưng mà nó sẽ cho các bạn biết một cái điều rất quan trọng là trong công việc năm nay các bạn sẽ gặp được một người đàn ông. Người đàn ông đó là người đàn ông single, chưa có gia đình. Nào, nó rất phù hợp với các bạn mà. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ qua cái tình yêu, nó là intuition với lại trực giác và feel of dream ngược. Trực giác là gì? Trực giác là trực giác thuận sẽ cho chúng ta thấy được rằng á, chúng ta cần phải tin tưởng vào những cái gì mà Thượng Đế hoặc là vũ trụ mang lại cho chúng ta, và chúng ta phải tin tưởng rằng á, cuộc sống này á, trời không bao giờ lấy đi của ai bất cứ thứ gì, khi mà lấy đi thì sẽ trả lại ha. Nên các bạn sẽ sống thực tế hơn và tin tưởng vào bản thân mình hơn. Nếu như những người mà chưa có người yêu á, thì năm nay các bạn đi làm đi, có công việc thì chắc chắn các bạn sẽ có người yêu, còn các bạn không có công việc thì các bạn sẽ không có người yêu.
Đó, cái link nó liên kết rất là chặt chẽ như vậy. Và Field of Dream á là Field of Dream là cái tình cái vùng đất mà của những giấc mơ nó bị ngược á, có nghĩa là các bạn sẽ sao ta đừng sống mơ mộng nữa, bởi vì sẽ không có hoàng tử trong mơ nào giống như cái ước nguyện của các bạn đâu, mà nó chỉ là rất thực tế thôi. Một người đàn ông ok yêu các bạn là được, các bạn chỉ nên hốt người đó đi, ế quá rồi đàn ông là được ha. Thường cái người này chắc cũng ế lâu năm mà cũng già lắm rồi. Rồi Nine of Swords với lại Ten of Cups sẽ là đại diện cho tiền bạc của các bạn. Thì năm nay các bạn sẽ hài lòng với những gì mà các bạn có trong tiền bạc. Ok, tiền có, nhưng mà các bạn biết không, Nine of Swords nó nói là các bạn vẫn bị thiếu một cái gì đó. Tiền bạc, các bạn bị thiếu một chút. Các bạn luôn luôn trong trạng thái bị thiếu một chút. Có nghĩa giống như các bạn mua đồ đi, mua đồ siêu thị đi, mua hết cái cần chai sữa, thiếu tiền mua chai sữa đó. Lúc đầu thiếu một chút vậy đó, cái về cái bữa sau mua hết, mua luôn cái chai sữa đó, thiếu một chút mua muỗng muỗng khoai. Nói chung là mọi thứ thiếu một chút vậy đó. Nhưng mà anyway thì nếu các bạn hài lòng với những gì mà nó đang diễn ra thì nó sẽ cho các bạn hạnh phúc về mặt tiền bạc. Nói chung là whatsoever thôi. Nếu các bạn chọn tuổi 3 thì những người con gái mạnh mẽ nên chọn tuổi 3 ha. Sống là phải bị thử thách tới chết đi sống lại. Rồi ba đây nè, đó nghệ thuật của sự cân bằng. Bởi vì cuộc sống các bạn là công việc, nói chung là tình cảm hay là tiền bạc nó cũng xáo động quá, nên các bạn phải học balance để cho cuộc sống của các bạn tốt hơn, cân bằng hơn và hạnh phúc hơn. Nếu như những ước nguyện các bạn là có một cái balance life thì sure nó sẽ đến với các bạn. Và năm nay các bạn nên tập trung một cái là balance life ha, đi làm cũng nên tập trung vào những công việc mà cung cấp cho các bạn balance life, hoặc là đi yêu người yêu đi, chơi với người yêu đi thì cũng phải chơi kiểu balance life, thì nó sẽ giúp cho các bạn hạnh phúc hơn. Chơi mình... kiểu Valentine là chơi kiểu gì vậy? Mr. Harry. Chơi kiểu Valentine là chơi kiểu Valentine, chứ Mr. Harry không biết mấy bạn nữ chơi kiểu Valentine là chơi kiểu gì đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ đến với tụ cuối cùng nha. Bốn kiếm thuận, mà bảy kiếm ngược, Tower, ba kiếm. Ủa sao hai lá này thuận, chơi luôn đi. Hố trời rồi mấy bạn. Detail, commitment. Nếu như mà các bạn nữ nha, nhớ là nữ mà chọn tụ này về công việc á, thì mới tôi thấy rằng trong 2020 á, các bạn sẽ có một cái năm mà các bạn sẽ gọi là sao ta, yên bình, không sóng gió. Các bạn coi bài sóng gió chưa? Đừng coi bài đó nữa, tại vì nó không phải là cuộc sống của các bạn ha. Các bạn nên coi cái bài hát là một ngày bình yên, hoặc là dùng trời bình yên đó, thì nó là chính là cái năm của bạn. Nếu mà các bạn chưa có việc làm thì các bạn cứ bình yên với gia đình đi, việc làm sẽ tự tới vào lúc cần thiết của nó. Quan trọng bây giờ các bạn cần phải nghỉ ngơi, bởi vì nếu những người bạn nữ cận cái tuổi này thì chắc là các bạn bị stress nhiều lắm rồi. Nói chung là thất nghiệp cũng stress, mà không thất nghiệp cũng stress, stress lắm rồi thì cứ nghỉ ngơi đi. Bởi vì các bạn nghỉ ngơi thì các bạn sẽ có đủ năng lực và sự xảo trá để mà có thể đi làm những công việc mà nó mang cái tính đòi hỏi mình hoạt ngôn và sự linh động nhiều hơn. Thì nói chung là có việc, nhưng mà tỷ lệ có việc của các bạn ở cái tuổi này thì nó cũng dao động tầm 50-40% thôi, nó không có cao. Và công việc đó là công việc mơ ước nha, còn công việc không mơ ước thì tùy các bạn, tại vì sale bây giờ họ tuyển nhiều lắm, ai cũng làm à. Đó rồi về tình yêu thì đây là detail và commitment. Sao ta, các bạn sẽ gặp được một người đàn ông rất là đàn bà, sống rất là chi tiết và nhỏ nhặt, nhưng mà người này các bạn sẽ phải cưới người này. Nếu như mà các bạn là những người mà thích những người đàn ông mà gọi là gentleman, rất là general, rất là thoải mái, rất là gọi là dễ dàng, dễ tính thì không nha. Các bạn sẽ gặp một cái người mà giống như quản gia gia đình vậy đó. Các bạn ăn, các bạn thở, các bạn làm gì cũng được quy định và làm theo đúng cái nguyên tắc mà cái người đàn ông này yêu cầu, thì các bạn sẽ có cuộc sống giống như vậy và hai người có thể là sẽ có một cái kết lục lâu dài. Còn nếu như mà các bạn chưa có người yêu á, thì các bạn yên tâm đi, các bạn sẽ thuộc cái dạng như là vậy nè. Các bạn ra đường cái có một người vô tình chạy lại lầm các bạn với một ai đó, hoặc là tình chị em, tức là các bạn đã quen với một cái người nào đó nhỏ tuổi hơn các bạn,
thì cái người đó tự nhiên thích các bạn và tỏ tình với các bạn. Đó, nói chung là như vậy thì hai người sẽ có cái khoảng thời gian lâu dài với nhau và hạnh phúc với nhau ha. Nói chung quẻ này là quẻ hạnh phúc tình yêu. Rồi tiền bạc thì sao? Tower và ba kiếm. Thôi quẻ này Mr. Harry nói sơ về tiền bạc ha, không có mẹ gì hết á. Sống gọi là nàng sống mà tiêu như đã chết á, là thiếu tiền kinh khủng. Nên là cái túi các bạn bị rách hết rồi. Nên năm nay các bạn cố gắng kiểm soát cái khoản nợ nần, tiền bạc, sống tiết kiệm lại. Và nếu mà không xài được thì càng tốt. Nếu mà tìm cách lấy tiền được của người ta thì càng tốt hơn. Còn đâu là tiền vô thì Mr. Harry không thấy. Vậy nghe. Rồi cái ước nguyện gì các bạn nên ước nguyện trong năm nay á, nó là ride the wave. Đó, vậy không? Lái những con sóng. Nếu mà các bạn ước mơ vượt qua nghịch cảnh á, thì năm nay các bạn có thể nghịch cảnh các bạn từ đầu năm đến cuối năm rồi. Nên hãy cố gắng học cách vượt qua nghịch cảnh và tin tưởng rằng bản thân mình có thể vượt qua nghịch cảnh. Bởi vì hãy tin tưởng rằng sự tài giỏi các bạn. Hãy học nhiều vô để vượt qua những nghịch cảnh nha các bạn. Rồi, chúc các bạn may mắn ở tụ 3. À, tụ 4. Ở tụ 3 đúng không? Tụ 3. Ở tụ 4. Và những Mr. Harry nhấn mạnh một lần nữa nha. Đây là nữ nha. Các bạn có thể cho các bạn nữ coi, nhưng mà nam thì không coi được. Ok. Rồi. Bây giờ Mr. Harry sẽ tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong một cái clip khác. Và chúc các bạn có một năm 2 các bạn nữ có một năm 2020 thật là suôn sẻ và may mắn. Những gì tốt thì nghe, những gì không tốt thì cũng nghe để mà biết mà né tránh. Còn những gì mà thật sự mà không tốt mà nó xuất hiện thì cũng coi như là một cái sự thử thách cho mình trưởng thành hơn. Đó, rồi thôi vậy thôi. Tạm biệt các bạn nha. Mr. Harry không có lì xì đâu. Còn nếu như mà các bạn muốn book lịch, book bài gì đó thì đừng có book Mr. Harry. Tại Mr. Harry không có nhận mấy vụ đó. Nhưng mà mai mốt nhiều khi Mr. Harry hứng lên, Mr. Harry sẽ mở lớp hướng dẫn coi tarot. Thì lúc đó Mr. Harry sẽ thông báo kênh riêng của mình đó. Vậy nha. Ok.